Xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Tô Tan Qua Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ lại tiếp tục cái cuộc chiến của nhà Pompey cùng với Viện Nguyên Lão để khôi phục lại nền Cộng Hòa. Ở tập trước thì các bạn biết rồi, mình đã bắt đầu thực hiện liên tiếp các cuộc tấn công sang cái khu vực phía bên này. Và về căn bản là mình cũng đã đánh chiếm được rất nhiều các vùng đất rồi. Hải quân của mình đã tấn công rất nhiều. Bây giờ chỉ còn mỗi thằng Lepidus bên này thì có thể là nó gây chút rắc rối cho mấy thằng đệ của mình, nhưng nó thực sự không đáng kể lắm đâu. Bởi vì là nó cũng chả còn cái gì nhiều. Mình có thể yểm trợ cho thằng chư hầu mình đánh tấn công được. Tập trước thì mình đang đây. Một quân đoàn này sẽ được tiến lên phương Bắc để chuẩn bị cho trận chiến ở phương Bắc. Tấn công thằng này đúng không? Advance. Destination reached. Mình nghĩ là đầu tiên thì nó phải đánh một trong những tỉnh này chứ. Mấy anh dợ này. Mình vẫn đang đóng một quân đoàn ở đây để đề phòng bất trắc này. Đây. Ở đâu đấy nhỉ? Đây đây. Đề phòng thằng này nó dở quẻ. Có thể là mình sẽ phải đóng một quân đoàn nữa ở đây. Và có thể là ở đây nữa. Trong trường hợp mấy thằng chư hầu của mình nó quyết định chiến tranh thì mình sẽ phải có quân ở đấy để sẵn sàng mọi tình huống. Cách chơi của mình luôn là như vậy. Mấy thanh niên này mua cung thủ à? Ôi chết nhỉ, hết tiền rồi. Bỏ cái quân này đi. Hình như mình cũng hết cái lượt để đi ở lượt này rồi, thế chắc có lẽ mình sẽ qua lượt đấy. Lượt sau rồi tính. Lượt sau rồi tính. Thằng Fashion nó đã tiến sát đến. Ăn tốt mà. Trời, trận này nếu mà đánh tay quân của mình, quân chư hầu của mình chết sạch. Chỉ một cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, ok. Mình đâu có tiến xuống châu Phi đâu. Slum ở đây à? Trừ 10 trung thành á? Chết rồi, sự kiện gì đấy? Lại có sự kiện tào lao gì đó. Chỉ 10 trung thành là một con số rất lớn đấy. Tấn công ở đây đã. Ở đây, nó đang mua quân này, đánh ngay trước khi nó kịp đẻ trứng. Chỉ có quân ở các thành thôi à. Giết luôn này. Đánh vòng vào đây, như này thì mình sẽ ngăn chặn được nó không mất vỏ sắt mình này. Mình không chắc lắm có ngăn được không. Ôi, nó đập hết nhà đi này. Khu vực phía dưới này thì cứ kệ nó đi. Mấy thằng này thì nó thân với mình mà. Bởi vì mình đang chiến tranh với kẻ thù nó. Parchia. My master extends the most magnificent welcome to you and your honorable people. What with
chưa thèm chơi với mình. Your gods have not, I fear, given you the power of divine persuasion. Chưa thèm chơi với mình. I cannot agree. Ai Cập thì chưa giải quyết được thằng này. Nếu mình có hai mỏ sắt rồi thì cũng không cần chiếm miền đất phía nam của Ai Cập nữa. Về đây để mua quân đã. Tướng này cũng 4 sao đấy chứ đùa đâu. Chỗ này đủ cung thủ rồi. Mua xe bắn đá là đủ. Thế thôi. Cho tiếp cho hoàng đế của chúng ta về cứ đi. Hoàng đế phe của mình quá mạnh. Quân đoàn này quá mạnh. Đây, mình sẽ đánh chiếm tiếp tỉnh này. Kiểm soát toàn bộ vùng Syria đã. Không để miền đông Syria rơi vào tay Iran được. Rồi, chúng ta sẽ kiểm soát miền đông Syria. Tốt rồi, chúng ta đã kiểm soát toàn bộ cái tỉnh Syria này. Đây. Chúng ta đã kiểm soát toàn bộ tỉnh Syria này rồi. Như vậy là ổn. Hai tỉnh này. Tấn công tiếp cho anh. Ai già, không có quân đồ chú à? Mày chết. Salamit, bỏ nhà lính đi. Không cần thiết nữa rồi. Chuẩn bị tiến xuống đây. Ôi ê! Tiến xuống đây. Khu trên này Commander, we cannot do that. Chiến tranh với thằng này bây giờ nó cũng có vài vùng đất thôi nhỉ. Như này à. Mình chưa chiến tranh nên là mình chưa bắt đề nghị nó được. Mình chưa chiến tranh. Đây rồi, thêm một quân đoàn nữa tiến sang. Chúng ta sắp thừa lực lượng để có thể giải quyết khu vực chiến trường bên này. Đấy, tìm mọi cách ngăn không cho thằng tiến ra địa trung, ngăn cho Iran có thể lối ra địa trung hải. I respectfully ask that you consider op. Được. Ngăn không cho Iran tiến ra địa trung hải. Hay quá. Hay quá. Tăng trung thành lên đã. Lại sinh con. Để gì mà lắm thế. Ai chà. Tấn công cái thành này được không nhỉ? Được. Ai tướng nhiều sao phết đấy. Đứng ở đây đã. Sao nó không tấn công thành này nhỉ? À? Sao không thấy nó tấn công nhỉ? À? Quân đoàn số 1 của nó này. Ai Cập đất ở dưới này cũng chẳng có gì nữa rồi. Nó cũng không tấn công. Nói gì thì nói chứ mình cứ phải chiếm được cái mỏ sắt trên này đã. Để
để thằng Phát Cha nó chiếm mất thì chết rồi. Giải quyết nhanh nhá. Thôi, tốt rồi, có hai mỏ sắt rồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Xem là cái vùng này có lính gì không? Không có Catapac à? Không có. Còn nốt tỉnh này nữa. À, chúng ta vừa phát hiện ra một phe mới. Bọn này nó cũng chiến tranh với mấy thằng phương Đông. Rồi, chúng ta đã có thể ngăn được. Nhưng mà đây, chúng ta đã có chuẩn bị sẵn. Mình đã chuẩn bị sẵn lên một quân đoàn đây rồi. Đây chứ. Tiến ra theo hướng này. Rồi, ra đây. Hoàng đế của chúng ta sẽ về dinh. Còn đây nữa này. Đây sẽ là các quân đoàn của châu Phi. Rất là căng thẳng. Rất là căng thẳng. Một trận chiến nhanh ở đây có đủ không nhỉ? Quánh. Quân của nó đang bị thương. Nhưng mà quân thủ thành của nó thì không. Không có một khẩu pháo à. Đánh đây. Chơi hết. Ồ, cái thành này to đấy. Bằng mọi giá không được cho thằng thằng Iran nó tiếp cận Địa Trung Hải. Chết rồi, thành này khả năng là nó sẽ có tháp canh. Đây nó bắn ra. Đây. Ui dồi ôi, thành của nó rộng thế. Cho quân lùi sâu một tí xíu nhỉ. Bắn tới không đã? À được rồi. Brave Romans to a man. Quân nó trong thành rất là đông, không phải ít đâu. As you command. I am waiting. Battle group ready. Mình không có ý tưởng muốn leo thang. Battle group awaiting orders. Ballista. Take aim. Phá cái tháp này trước này. Enemy reinforcements approaching.
Nếu như mà đánh giá về các cái thỏa thuận ngoại giao thì có lẽ mình hài lòng nhất là cái thỏa thuận ngoại giao dẫn đến cuộc ly dị. Cuộc ly hôn lịch sử giữa Mark Antony và Cleopatra. Từ một chư hầu của Mark Antony đã trở thành một chư hầu của Pompey qua sách ngoại giao của mình. Một hàng sập. Tốt rồi. Mình có thể to cho cân tiến lên rồi. Ai ơi, từ từ, khẩu pháo của nó ở đâu ấy? Đây à? Pháo mình cũng bắn tới mới đau chứ. Pháo mình cũng bắn tới. Tháp này thì xa, khả năng cũng không trúng được. Mình cứ phá hai cái tháp này thôi. Phá sập bức tường này là xông vào được. Kỳ thật, ổ pháo của nó này. Mày thích đứng trên tường không? Nó bắn cháy một khẩu pháo của mình rồi. The enemy's tower has been destroyed. Cháy một khẩu pháo của mình rồi. Jupiter gives us strength. Double time. Yes, come on, your orders. I'm at the double. Orders. Chà, ý mày rồi sao? Ý ngươi là muốn thế nào? Úi giời ơi, kỳ thật khẩu pháo của nó bắn cũng chẳng thua mấy đâu, vẫn chỉ có sập mất một kìa. 76. Một loạt đạn nữa. Vào đây. The enemy's tower has been destroyed. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. 66. One of our units has used all its ammunition. Đây, đục thêm một lỗ nữa cho anh. Trời đất, chắc không sập được mất. Tất cả dồn quân vào đây à? One of our units has used all its ammunition. Orders understood. At speed. Archers. Double time. Pháo nó vẫn bắn dữ phết nhỉ?
Trời ơi. Không sập được thì hơi mệt đấy. Mình cũng tiến vào hơi vất. À, bắn vào đây cho anh. Vắng bắn quân vào anh à? Sổ. Đúng rồi, rỉa chết cho nó nhanh. Xong. Thêm con này nữa phải không? Bắn anh à? Con khẩu pháo này mãi chưa đi bắn này. 96 rồi, mày bắn trúng một phát nữa thôi là tốt đấy. À, mình sẽ có 3 cổng tiến vào, cổng này là một. Lê Dương bọc thép Armor Lê Dương. Rồi, bắn vào đây cho anh. Phải có đội công thủ kiểm trợ như thế mới được. Ôi dồi ôi, xe bắn đá ơi này. Sao 100%, 96% không sập. Đau lòng em quá. Cháy cổng thành, sập cổng thay đổi. Cháy được 37% rồi. Ném tiếp, ném tiếp. Ném thuốc vào cháy những cổng thành nó đi. Bắn. Này, mấy thằng cung ném lao của nó này. Wow. Tiến vào. Ngon rồi. Tiến lên, đội kỵ binh nữa. May, chúng ta phải có cung thủ ngăn cản việc nó tấn công mình. Dù ai giả đấu với đội Amor này là giáp của châu nhất luôn. Ai ui rồi, quân của mình đã tiến vào rất đông. Giáp rất châu. Thằng ném lao đấy. Sổi, đứng trên tường thành cũng chết. Phải lấp. Lấp được cái anh ấy. Úi dồi. Cho tướng lên để bút tinh thần cho binh sĩ phát nhập. Rồi, chúng ta đang áp đảo đối phương à. Ừ.
tiến vào đây tiếp. Nhưng mà nó không có tầm xa nữa, từ từ tiết kiệm tên đi, có thể mình sẽ phải dùng đến tên sau này. Trời ơi, bộ giáp siêu nặng của La Mã, xem nào, bộ giáp siêu nặng đánh nhau kiểu gì. Mấy thằng Trung Đông, mấy cái thằng Trung Đông. Ai à, ai à, ai à, ai à, ai à, một thanh niên hy sinh. Ai già, ai già. Ây da, legionaries ready and waiting, ready and waiting to forward. Rồi ăn rồi, ăn rồi. Sons of Mars, bọn này ok ready and waiting. Khỉ thật, láo toét đấy, bắn nhanh à? One of our units has used all its ammunition. Archers. Hết tên rồi. Advance at speed. Missile infantry. Lén lao này. Lén lao này. Lén lao này. Legionaries. Advance. Nào này. À, à, cái đi xem vào à. Jupiter gives us strength. Xong. The enemy general is dead. Đứa nó chết rồi. Còn quân nữa không? Vào đây. Tấn công luôn. Chà. Brave Romans to a man. Legionaries. Ready for orders. Ăn. Ăn. Úi ôi, ai già. Nó cũng gớm phết đấy chứ. Ôi à, bọn này của nó cũng mạnh nhỉ. Bọn Venetian. Bọn này là bọn cận vệ của tướng này. Đúng rồi. Ủa. Pha combo skill à. Brave Romans to a man. Nó lại đang tiến đến kìa anh em. Ái chà. Ai giả, ai giả. Trận chiến nhân dữ như vậy anh em. Chỉ vì vài cái thằng chính trị ra mà những người lính La Mã phải quay giáo, quay lưng
quay gương vào với nhau. Ủa, thanh niên này máu mày bé bét. Quân của nó đã vẫn đang đến tiếp viện rất nhiều nhá. Chưa có dấu hiệu nào có vẻ rút lui không? Chưa có dấu hiệu nào muốn rút lui. Tiến đâu à? Tiến vào. Tiến vào đây để lạo tinh thần biết dễ. Tướng đứng ở gần thì tinh thần chiến đấu của binh sĩ nó cũng cao hơn mà. Nó cũng là Rome nên là nó cũng mạnh lắm. Và các cái đòn tấn công của nó cũng giống mình. One of our units has used all its ammunition. Của Pompeii đã được kéo lên. À, bọn này nó chạy vòng quanh à? Legionaries, advance! Melee infantry at your command. Let's call glory, ready. Let's call glory. Legionaries. Acha. Mấy thanh niên này chạy vòng đằng sau để chơi lính của mình à? Our general is under attack. Rồi, bị bao vây rồi. Ai xảo ơi, tinh thần chiến đấu của nó cũng hớm thật. Bình thường nếu là bọn dợ thì bỏ chạy hết rồi. Legionaries. One of our units has used all its ammunition. Binh đâu rồi? Đạp cho nó phát. Bọn nó sắp hết mất hết tinh thần rồi. Vây chúng nó lại, đúng rồi. Xong rồi đấy, có vẻ như là xong rồi. Những người lính La Mã cuối cùng của Pompeii chắc cũng đã chuẩn bị chạy. Missiles ready and waiting.
Ây da, cầm kiếm ngắn để giết bọn này máu chứ. Rồi tiến vào đây. Chắc quân của nó ở đại điện. Đúng rồi, thằng tướng đang ở đại điện. Khóa hộp pháo của nó đã. Tướng nó đang ở đại điện. Xong vào anh em. Đâu chúng ta vẫn còn mấy thằng ném lao đấy. Mấy đường mới vào nơi. Xong à? Mấy con ngựa chóc bắt xong rồi. Xong. Ăn. Thằng tướng hèn nhát này không dám ra tấn công. Ây à. Gầm Aloxit xông giáo vào khiên mà không khiên chết à? Ai à? Ôi lính cung tên xông vào cầm kiếm vào chém á. Ai ồ. Vãi cả lính cung tên. Rồi 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 xong. Rồi. Ồ. Đi công thành mà quân nó đông gấp rưỡi mình. Cũng liều đấy. Nhưng mà thế nó mới vui. Ổn rồi đấy. Ta chiếm được nốt Pameran. Thành phố cổ kính của Siri. Chà, thành này cũng có hai nhà lính. Ơ, cũng có thể tuyển được Syria Archer à? Hai vùng này. Rồi ok. Đánh nốt Dura nữa. Là xong rồi. Ơ, mình giáp lãnh thổ với thằng nào đấy? Thanh niên này, thanh niên cứng. Greetings, friend. Let us use our time together in wisdom and seek a cause. Rồi. We had heard of your great wisdom. Thanh niên này còn vài tỉnh nữa. Nếu mình chiếm hết lốt chỗ này phát là mình bắt tất cả đám còn lại chư hầu của nó làm chư hầu của mình luôn rồi. Và có thể là hình như là end chiến dịch luôn ấy. Qua lượt đã, hết tiền rồi. Qua lượt đã, hết tiền rồi.
Cái thằng này lại hết lương thực à? Quân đoàn phương Bắc của mình vừa lên đây phát nó lại hết lương thực, thế này thì đánh nhau gì? I will speak the hardest word for a warrior. Peace. It is an honorable offer. Được. Hòa bình cũng được. Take this subsidy. Our treasuries were over full. Thôi được, cứ như này đi. Mình cũng không cần chiến tranh với chúng nó. Mình sẽ đàm phán hòa bình nốt với cả cái thằng Armenia nữa. Nếu như vậy thì rất tuyệt. Bởi vì hiện tại chúng nó vẫn là chư hầu của thằng... Đây. Mình sẽ cố gắng đàm phán hòa bình với thằng này. You say anything, know that I have an amulet against the evil eye. Đàm phán hòa bình với nó thì mình có thể yên tâm rồi. Tuyệt vời đấy. Bây giờ thì mình chỉ cần bắt nốt thằng Pompey Magnus và chúng ta sẽ hoàn thành chiến dịch này thôi. Và chúng ta sẽ bắt tất cả chư hầu của nó thành chư hầu của mình. Và như vậy thì mọi việc sẽ trở nên dễ dàng rồi. Mày chết. Chúng ta đã hoàn thành kế hoạch là kiểm soát được hai cái mỏ sắt để nâng cấp lính lên rồi. Thậm chí là mình có thể bắt đầu tính đến việc đây chúng ta có một mỏ sắt ở đây và ở đây. Tiến lên đây đã. Sẵn sàng. Armenia đã không còn chiến tranh nữa rồi. Tuyệt vời, bây giờ chúng ta sẽ xử lý nốt thằng hay rồi. Trước khi thằng Thaxia nó kịp tiến vào. Tuyệt. Rồi, Mark Antony chỉ còn hai thành duy nhất. Cho nó cái thành này đi nhỉ. Yeah. Hạm đội này chuẩn bị. Mình sẽ bắt tất cả đám chư hầu của nó. À. Thanh niên này mới được khôi phục. Greetings, friend. Let us use our time together in wisdom and see. I am humbled by your honorable words. I accept. Come. We have prepared the feast of some splendor. Cứ bình tĩnh. Ready for orders. Sound the drums. All hands to the oars. For honor and glory. Cứ bình tĩnh đã. Tốt rồi. Mình đồng minh phát là nó chịu ngay mà, bởi vì lúc trước là nó từng là chư hầu của mình. My friend. Chưa phải lúc your goals have not. Nó mới được thành lập. Cần có một thời gian để tăng cường điểm ngoại giao đó. Thanh niên đấy là thanh niên nào nhỉ? Đây à? Rồi. Chúng ta sẽ dùng ngoại giao để thống nhất lãnh thổ chứ không dùng giải pháp quân sự quá nhiều. Bây giờ thì mình có thể... Đây rồi. Vùng này ở đây thì cứ ổn định đã. Ai Cập nó sẽ tái chiếm lại vùng này thôi. Đây à. Mình có hai mỏ sắt rồi. Không cần cái đất này của Ai Cập. Cứ để cho Ai Cập nó giải quyết. Thanh niên này thì cũng đã hòa bình với mình rồi. Chiến tranh đã kết thúc. Mặc dù chiến tranh đã kết thúc nhưng mình vẫn cần có thêm lực lượng.
khu vực phía bên này thì thiếu. Rồi. Sao nào? Ồ đấy. Thêm một quân đoàn nữa. Ui ồ. Mình đang nuôi một cái lực lượng quân sự lớn thế này. Khả năng cao là mình sắp gặp nguy. Hoặc là cả kệ kệ kệ. À. Từ đó đi. Xem công trình nào nó đang còn chưa xây dựng được. Hội dính slum. Chết toi. Syria thì chưa sợ. Cái vùng nào mình vừa thấy có công trình đập hết nhỉ? Đây rồi. Công suất điện thời khó được tăng. Mọi thứ đang diễn ra rất ổn. Mọi thứ đang diễn ra rất ổn. Rất ổn, đúng theo ý của mình. We would forever be indebted to you if you're worthy general. Bình tĩnh đi. Kiểm soát lại tất cả các chư hầu của La Mã là được. À, tăng public order tốt rồi. Ủa, và bây giờ làm gì nhỉ? Đánh chiếm tiếp một ngày á. Hồi máu quân á. Đây rồi. Tấn công. Quả. Thanh niên này thích chiến tranh, mình là thích quái nào nhỉ? Hòa bình nè. Before you say anything, know that I. Mình đang cần your accent is atrocious. Mình cũng không muốn chiến tranh nữa. I am here then. Speak your words and be sure that I find profit in them. Your accent is atrocious. Được rồi. Cứ chiếm thành này đã rồi đàm phán xong. Cứ phải vừa đánh vừa đàm. Đây rồi. Sang đây. Quân đoàn này bây giờ khu vực phía bên kia thì không cần nữa rồi. Đóng quân đây cho anh, chuẩn bị. Khi cần thiết thì có thể là một, sẽ là một cuộc chiến với người anh em phương Bắc. Nếu mình không nhầm thì sau khi mình bắt thằng Pontus tầm chư hầu thì có thể cao này khu vực này nó sẽ bị chiến tranh. Bởi vì là thằng Pontus thì mấy thằng kia dợ phương Bắc nó đang có vẻ như là nó không hợp nhau lắm. Nó không ưa nhau. Mình không biết nhưng mà đó là điều chắc chắn là chúng ta sẽ đánh nhau.
Và chắc chắn một điều là chúng nó sẽ đánh nhau, chỉ là đánh nhau khi nào thôi. Đây này, mặt chúng nó rất không ưa nhau luôn rồi. Thanh niên này thì quá tuyệt. Trey có sao nào? Two things always. No. And cho nó đi ngoại giao tí đã. Cái phe này nó không chịu lấy vợ. Ở đây. Thế chứ. Lấy vợ đây. Cho vợ nó đi ngoại giao tí. Ngoại giao với cái thằng này cho anh. À không. Nhỡ chết đấy. Không, ngoại giao thằng này đi. Tỷ lệ thành công cao hơn. Bên này thì cho phe này ngoại giao. Ngoại giao với thằng con này. Ok. Mọi việc có vẻ bắt đầu theo ý muốn. We hunger for battle. Đây rồi. Chúng ta sẽ có hai quân đoàn ở đây, vậy thì chúng ta sẽ cử một quân đoàn lên kia. Quân đoàn này có thể tạm thời rút về để mua quân tiếp này. Ở đây chúng ta đóng một hạm đội đây rồi. Nếu như điều kiện cho phép mà mình có thể thâu tóm được lốt thằng ok. Cái hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Ok luôn. My people are in danger. Can you not join with us and attack these dogs? À. Từ. Được. Nhưng mà mình có mỏ sắt rồi mà, cần gì chiếm nữa nhỉ? Từ đó để anh kiếm được cái châu phi đó. Để mình tiến được cái châu phi đã. Đóng quân ở đây để phòng. Đây, phải nghiên cứu nhánh bên dưới này nữa. Để nó nâng cấp cái... Đúng rồi, từ từ nâng cấp cả hai. Chưa có áo giáp để nâng. Thằng... Tấn công! Có quân không cu? À, quân thủ thành cũng khá khá đấy. Không nói kể. Đông đông tí anh ấy bỏ đánh. Vài thằng chứ không đáng. Thế mà đánh auto chết khá nhiều quân. Thì gió thật. Cung thủ phương đông. Fesian Cavalry. Rất nhiều lương thực. Nào, thằng này có chịu hòa bình không? In time, two things. Cần you want này. Peace. Mình cần hòa bình với nó. Now, gods give me strength to let this fool leave. Mình cần hòa bình với that nó. Is... Mình cần hòa bình với nó để xử lý thằng nghĩ cho quân đoàn này xuống đây đã. Trên đấy đóng một quân đoàn là ổn rồi. Đây có một quân đoàn nữa. Nếu mà cuộc chiến xong phía bên này. Để nó chiếm mất mỏ sắt à? Đáng lòng thanh niên. Thanh niên này đề nghị làm đồng minh phát xuất nào.
Be welcome. You have... Shit. I have listened long to your witty speeches, but I cannot... Bọn Phương Đông. Kiềm chế Phương Đông. Ồ, hai thành nữa là hoàn thành chiến dịch à? Ồ, từ từ nhanh quá. Hai thành nữa mà hoàn thành chiến dịch thì nhanh quá. Get the blockade set up. Nhanh quá. Khu vực phía bên này thì biển của mình có vẻ ổn rồi nhỉ? Có thể là mình sẽ rút hạm đội ở bên này đi sang bên kia nhé. We beg for a treaty between our peoples. Some arrangement that will give us... Ai chà chà. Ông đệ của mình bắt đầu gây chiến với mấy thằng Đức rồi. Mình đoán không sai mà. Sớm hay muộn thì lại có chiến tranh tiếp ở khu vực phía Bắc. Sớm hay muộn thì lại có chiến tranh thôi. Bên dưới này là... We hunger for battle. Đây rồi. Hai quân đoàn tiến xuống thì... Mark Antony chuẩn bị về vườn rồi. Ai cập hết quân này. Hạm đội này của nó không có gì. Hạm đội này của mình sẵn sàng nữa. Hai hạm đội ở đây rồi, một hạm đội ở kia. Còn hạm đội nào đóng trên này đâu nhỉ? Không. Hiện tại mình có một hạm đội đóng ở đây. Khi cần thiết thì có thể xử lý được khu phương Bắc này. Tuyển kỵ binh ở đấy đấy. Đây rồi. Quân đoàn này sẽ được cử lên phía Bắc. Quân đoàn của Hoàng đế. Về đây để mua thêm một đội cận vệ nữa. Ôi ôi, bọn này giáp của nó đan khủng lắm. Một quân đoàn châu Phi được thành lập rồi. Thêm một quân đoàn châu Phi nữa. Thanh niên này à? Là sau mới mua được tiếp. Hết tiền.
Ay, ya. Nó tấn công quân đoàn này của mình hơi ác ấy nhỉ. Spy nó gớm thật. We would forever be indebted to you if your worthy generals attacked these monsters. À, Cleopatra. Sao Cleopatra mà xấu thế? Gì đây? Trận này có khi đánh tay mình thua nhá. Nó toàn là mình lại không có kỵ binh. Mấy thằng ảo tưởng sức mạnh này. Kệ cho nó vây, nó đã đánh được mình đâu mà cứ phải sợ. Một tướng nhà Pompey chết. Ôi, tiền của mình đang bị suy giảm ác đáng kể. Đang bị suy giảm cái đáng kể. Quái nhỉ, chỗ này nó có một quân đoàn mà sao không thấy nó xông ra đây nó đánh tiếp nhỉ? Rõ ràng nó có một quân đoàn đây. Nó đi đằng nào rồi? Ừ. Ồ, thêm cái này nữa thì có mà limit nữa thôi. Đúng rồi. Quân đoàn này đứng ở đây thì làm gì có thằng nào dám chiến tranh mình. Nó rút về đây à? Không phải chứ nhỉ? Chuẩn bị. Chạy ra đây cho anh. Chiến tranh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lên đây. Chiến tranh chỉ còn là vấn đề thời gian. Ừ, có thể nâng cấp được cái nhà này lên nữa tiếp rồi. Đây rồi. Chiếm thêm một thành nữa là mình hoàn thành chiến dịch mất rồi. Nhưng mà tất nhiên mình sẽ không dừng ở đây. Lại thêm một thằng. Có ăn được đâu mà đánh kiểu đấy. We do not ask it lightly, but the gods favor it. An attack on these people would aid our cause. Rồi. Quyết định chiến tranh với bọn Đức rồi. Sắp chuẩn bị là chúng ta sẽ chiến tranh với tất cả bọn Đức. Ôi, chúng ta bị mất trade với bọn Đức. Mình đưa quân lên đây rồi. Tấn công nó lại cho anh.
Yểm trợ hay tấn công. Mình vẫn duy trì một quân đoàn ở đây rồi, đúng không? Không sợ, trong trường hợp chiến tranh thì mình hoàn toàn có đủ. Một quân đoàn đóng đây, một quân đoàn đóng ở đây nữa. Sắp chiến tranh bọn Đức rồi. Mà sao mình chết chứ? Đồng minh với thằng này nhỉ? Please accept us a more. Be welcome. Sau khi dẹp xong các phe La Mã thì mình bắt đầu mới chinh phục thế giới và để cho thế giới thế giới La Mã sẽ một lần nữa vĩ đại trở lại nhé. Dưới sự chỉ huy của nhà Pompey. Hết tiền. Nó tấn công sang đây. Hay nhỉ. Đáng tiếc là nó chẳng thể làm gì được hơn nữa. Các quân đoàn của mình sẽ chuẩn bị đổ bộ xuống đây rồi. Cái cặp thì thực ra mình chỉ cần kiểm soát hai vựa lúa mì này là chính, chứ còn cái cảng Alexandra này thì cũng có làm gì đâu. Nếu như mình có thể kiểm soát toàn bộ vùng ven địa Trung Hải này thì đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà thằng Ai Cập bây giờ nó lệ của mình. À, mình có thể tuyển được quân của nó đấy. Hình như là không nhầm, mình có thể tuyển được cái đội voi của Ai Cập. Lại nữa. Sao mà đánh được? Mấy thanh niên này sống ảo quá. Lại sinh con. Lại có một vụ bê bối chính trị gì rồi. Thành lại tụt. Trung thành kiểm soát của nó ở đâu? Nó kiểm soát ở đâu? Vẫn đây. À, bây giờ để chuyển sang cái vùng này. What the hell? Chiếm nốt cái cảng này cho anh xem nào. Anh chiếm nốt Alexandra anh xem nào. Alexandra có gì đâu. Chẳng có quân gì cả. Quái nè. Đâu à, quân đoàn ở bên này đâu à? Mấy nơi chưa? Phổ thân thằng đệ của mình 5 lần 7 lượt đề nghị mình
Tiếp viện, mình chưa tiếp viện được. At ease, men. Ngựa lém lao. Trời ơi, đội quân của Popeye. Mình sẽ yểm trợ cho thằng đệ tái chiếm vùng này. Ai à? Tấn công mình. Ái giả. Thằng đệ mình đánh thua. We hunger for battle. Chờ anh đến rồi hắn đánh thì không chịu. Get the stakes up. Vào đánh đi. Nó chiếm vào đây này. Mình đã không muốn giữ mấy cái vùng này. I want hourly patrols. Sẵn sàng. Bây giờ chủ yếu mình dành tiền để nâng cấp các công trình này. Đây rồi, lên đời 3 rồi. Nâng cái này đã, để nó lên được cái đồ, cái kiếm, kiếm 3. Thanh niên này vẫn tích cực vây thành nhỉ. Chạy re kèn. Chạy easy quá, mình toàn Praetorian. Ủa, có Praetorian thì nó làm sao mà ăn được. Ready, march. Ái già, Lepidus đây à? Lepidus đứng ở đây à? Nếu đứng một quân đoàn ở đây rồi thì không cần hạm đội nào cho chặn ở đây. Bởi vì đơn giản là không thằng nào đánh được. Thanh niên này hổ báo nhỏ đánh lên tận đây được. Sao đổi ngôi à? Còn thiếu cái gì để hoàn thành nhiệm vụ nhỉ? 84, à mình bỏ đồng minh với bọn kia rồi. 84, chúng ta cần 90. Đây rồi, chúng ta kiểm soát hoàn toàn thành phố Ai Cập rồi. Settlement for Rome. Nó đã đánh chiếm được Alexandria. Vây nó lại. Rút nhanh còn kịp. In time to... Nói chung thì mấy thằng châu Phi nó cũng khá thân với mình, không sợ lắm. Mình đã chặn đứng đường tiến của Fox, của bọn phương Đông rồi. Nó không thể tiến lên được nữa rồi. Please accept as a most humble audience for your terms, my poor self. Ai Cập quân khử đi đâu hết rồi?
chặn hai hướng rồi. Căng thẳng nhất là chiến trường phương Bắc này, bây giờ nó mới bắt đầu phát sinh. Commander. 15, 17, 22. Nào, làm gì thì làm tiếp đi. Mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho tất cả mọi tình huống. Trường hợp thằng Đức này nó quyết định chiến tranh với mình thì mình sẽ có lực lượng ở đây. Có thể là cần một cái thỏa thuận ngoại giao gì đó để mình sẽ đạt được một cái thêm một cái số mục đích gì đó. Hiện tại thì bây giờ mình đang kiểm soát được những vùng lãnh thổ về cơ bản là đã từng thuộc của La Mã rồi. Your men will turn the enemy. Bình tĩnh đi. Ăn được nó à? Quân thì tàn tật nên mà dám đánh nó. Các bạn nó cũng chả có quân gì lắm. Làm một trận đánh nhau bọn Đức xem nào. Có thể mình sẽ hạn chế tối đa thương vong. Cái thành này nó không có lương thực. Người Anh ở phương Bắc. Quá đẹp luôn. Our reinforcements have arrived. At speed. Ready for orders. Rock riders at the double. Attacking our ally. Praetorian cavalry! Praetorian cavalry! Club Levy. Mấy thằng cầm gậy à? Mấy thằng cầm gậy thì đánh được ai? Ôi ông đệ ở mình ông sông nhanh thế. Our allies general has fallen. Tướng của thằng đệ mình chết à? Từ đứng đây đã. Trời ơi, quân của mình chạy đến. Đồ bộ. Ôi mấy ông đồng minh của mình dẹo hết rồi à? Anh chư hầu của mình dẹo hết rồi. Mình sẽ dùng giải pháp chính trị để thứ nhất là lãnh thổ La Mã chứ mình không cần dùng giải pháp quân sự quá nhiều. Bắn.
cool. That's one big bastard. Take his legs then. Chạy đi đâu? Mật vệ đang tiến vào. Tên găm xuống đất cũng nhiều ấy. Nhìn cái đội cận vệ nó sợ nó chả làm đấy. Our ally has been destroyed. Praetorian Guard, at speed. Praetorian Cavalry. Praetorian Guard. Missiles awaiting targets. Đến đây đây. Phá rồi, tấn công vào đây. The enemy general is dead. Tướng nó chết rồi à? Brave Romans to a man. Praetorian Guard. Kéo đây. Gớm nhỉ. Gớm nhỉ. Our general is under attack. Attacking Testudo. Bắn bọn này cho anh. Gớm nhỉ, làm đánh nhau với đội cận vệ à? Gớm nhỉ. Ready and waiting. Evocati. One of our units has used all its ammunition. Chạy hết à? Ta tăng. Missile infantry. Yours to command. Jupiter gives us strength. Advance. Praetorian Guard. At your service. Scott Rider chạy cái khói đi. What? Rồi, ông đệ của mình chết sạch rồi. Chả biết nó chiếm thành kiểu gì. À, mới chết có 300. Vẫn còn hơn 100 thằng. Quân thủ thành của nó gớm phết ở đây. Toàn ranh bạc đấy. Nhưng mà cũng không thể đánh lại với đội cận vệ của mình được. Xong. Chiếm một cái tỉnh này. Journey completed.
lên cấp 5. Tăng vào đam đi, giáp quá trâu, không phải lo. Quân đoàn này của mình kéo từ phía nam đến đâu nhỉ? Đây rồi. Như vậy thì mình sẽ bị chấm ở bên dưới à? À, bị âm tiền này. Ôi, nó bỏ chạy rồi. Hết âm luôn. Khi bạn kiểm soát được tỉnh này. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Và nếu các bạn muốn theo dõi các video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.